Tuy nhiên thì sau đó là có một cái sự phân chia, phía Bắc thì do Đảng Cộng sản cai trị, phía Nam thì do Đảng Tư bản người ta cai trị. Thì Hàn Quốc với Việt Nam mình cũng tương đối là giống nhau. Tuy nhiên chỉ khác một điều là Việt Nam mình thống nhất, còn Hàn Quốc thì không có thống nhất được. Hiện tại Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên vẫn còn là nằm trong tình trạng chiến tranh nha. Chỉ là hai bên tạm ký hiệp định đình chiến thôi, chứ vẫn là chưa chấm dứt chiến tranh. Thì cái biên giới giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên thì cách khu vực này chỉ hơn 50 cây thôi. Người ta gọi khu vực đó là khu vực DMZ, khu vực phi quân sự, hay còn gọi là khu vực bàn môn điếm đó. Dạ, thì từ biên giới đó tới đây tới Seoul là khoảng chừng hơn 50 cây. Chính vì vậy nếu như Bắc Triều Tiên mà nó đánh qua thì Seoul là nơi là chịu đầu tiên ha. Seoul là cái nơi mà chịu ảnh hưởng đầu tiên. Dạ. Thế nhưng mà hiện tại thì hai bên vẫn duy trì cái hiệp định chiến, cho nên là vẫn không có cái chiến tranh giữa hai bên xảy ra. Tuy nhiên lúc nào cũng sẵn sàng. Thì trong những cái năm mà bắt đầu từ năm 1961 á, thì ông Park Chung Hee ổng thực hiện cái chính sách kinh tế cải cách 5 năm á, thì người ta vận động người dân Hàn Quốc ha là sử dụng hàng nội địa. Rồi với lại là người ta tạo công ăn việc làm, mở nhiều cái nhà xưởng. Người ta khuyến khích tư nhân mở thành lập các công ty. Thì các công ty hiện tại nổi tiếng của Hàn Quốc mình biết có công ty nào ạ? Samsung, gì nữa? LG, Lotte, đúng rồi. Rồi gì nữa? Hyundai, Daewoo. Dạ, đây là những cái công ty mà thành lập từ rất là lâu rồi, mà những công ty này hoàn toàn không phải của nhà nước nha, hoàn toàn là tư nhân gia đình trị hết. Dạ, xưa kia nhà nước không đủ tiềm lực phát triển kinh tế, cho nên nhà nước lại cho phép tư nhân được mình tự phát triển. Dạ, thì những cái công ty này là công ty gia đình phát triển tới ngày hôm nay thì rất là mạnh, thì trở thành những tập đoàn đa quốc gia ha. Chẳng hạn như thằng Samsung nè, Samsung là mình thường biết tới Samsung là qua TV, điện thoại đúng không ạ? Nhưng mà thực tế Samsung ở Hàn Quốc là cái gì lĩnh vực nào nó cũng tham gia. Xây dựng cũng là Samsung, bảo hiểm cũng là Samsung, xây trường học cũng là Samsung. Rồi sao nữa ạ? Trường đại học cũng có trường đại học Samsung. Xe hơi cũng có Samsung. Và đặc biệt là việc ngành vận chuyển hàng hóa đóng tàu cũng có mặt của Samsung tham dự. Mình thấy nó nhiều ngành nghề không ạ? Mình thường biết nó với là ngành nghề là điện tử thôi đúng không? Nhưng thật sự ở bên Hàn Quốc Samsung rất là nổi tiếng, ngành nghề nào cũng có mặt của Samsung. Người ta ví dụ như thế này, người ta nói một người Hàn Quốc sinh ra và lớn lên, sau đó là chết đi, đều nằm trong vòng tay bao bọc của Samsung. Sinh ra thì sinh ra ở bệnh viện của Samsung mở, đi học là trường của Samsung lo. Rồi sau đó lớn lên là đi làm trong công ty của Samsung, mua bảo hiểm của Samsung, và khi chết thì sao ạ? Thiêu trong cái nhà thiêu của Samsung. Samsung có nghĩa là lo trọn một cái vòng đời của con người Hàn Quốc khi sinh ra và lớn lên nè. Rồi bên cạnh đó là những cái công ty khác như là LG. Mình biết LG là cũng thông qua điện thoại hay là tủ lạnh hay là TV đúng không ạ? Nhưng mà mình có biết LG còn có lĩnh vực nào rất là nổi tiếng không ạ? Mỹ phẩm hay xài qua chưa? Không phải chưa xài mà không biết thôi. Ohui đó là của LG đó ạ. Biết Ohui không? Dạ. Ohui là của LG ha. Rồi bây giờ thì mình chuẩn bị tới cái khu vực tinh dầu thông đỏ ha. Thì vào trong này mình và người ta sẽ giới thiệu cho mình biết về cũng một cái đặc sản của Hàn Quốc. Thông đỏ thì ở bên Hàn Quốc rất là nhiều, thì người ta dùng cái tinh dầu của nó chiết xuất để sản xuất ra cái dầu, nó giúp cho hạ huyết áp ha. Thì vào bên trong này mình sẽ được người ta hướng dẫn cho mình. Thì LG nó có những cái dòng sản phẩm đó là Ohui, đó là mỹ phẩm của LG, và rất là nhiều cái Sunwasu đó là cũng của LG luôn nha. Đó là những cái mặt hàng của công ty LG, nhưng mà đôi lúc là chúng ta không có biết, cứ tưởng là nó chỉ sản xuất về cái mặt điện thoại hoặc là TV thôi, nhưng thực sự nó tham gia rất là nhiều mảng khác nhau. Đặc biệt nữa là một công ty khác nữa là công ty Lotte này thì chuyên về là giải trí ha. Chẳng hạn như là mở siêu thị là trung tâm giải trí rất là lớn. Đây là những cái tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc. Thì người Hàn Quốc thì từ những cái năm mà người ta thực hiện cái chính sách cải cách kinh tế đó, chính phủ khuyến khích người dân sử dụng hàng nội địa, cho nên mình qua bên đây mình thấy người Hàn người ta chú trọng sử dụng đồ của người ta không à. Ít khi nào người ta dùng sản phẩm của ngoại quốc lắm ha. Cái lòng tự tôn dân tộc của người ta rất là lớn. Người Hàn Quốc mà mình thấy người ta xài iPhone thì rất là ít, không có nhiều đâu. Chủ yếu người ta xài điện thoại của ai à? Samsung. Dạ đúng rồi, Samsung. Đi xe của ai? Hyundai. Đi xe Samsung có, dạ Samsung có xe. Nhưng mà về nói về thâm niên sản xuất xe thì Hyundai là lớn nhất. Dạ, đó người ta sử dụng đồ nội địa không à. Mà Hyundai xe rất là tốt đúng không ạ?
Dạ, tại nhập về Việt Nam mình thì giá nó mắc, chứ còn bên này chỉ khoảng 10.000 cho tới 15.000 đô là một chiếc xe rồi. À, không có mắc một chút xíu nào hết. Cho nên bên đây tại sao mà người ta không đi xe máy là nhiều là như vậy? Tại vì xe hơi đâu có mắc đâu. So với cái lương của người ta, cái lương của người ta thì cái xe hơi nó quá rẻ đi, mà đi xe hơi nó tiện hơn, nó thoải mái hơn, thì tại sao người ta phải đi xe máy? Yeah. Dạ đúng rồi, bên này chỉ có mùa hè thì nó nóng thôi, còn lại là bốn mùa thì khí hậu nó đều mát mát lạnh lạnh như thế này. À, cho nên là đi xe máy, đi xe hơi thì nó tốt hơn. Yeah. Đi xe hơi nó tránh mưa, tránh nắng, tránh gió này nọ đều được. Yeah. Còn xe máy thì dùng để giao hàng thôi, ha, để tránh cái tình trạng kẹt xe. Ok rồi, nhà mình chuẩn bị tới ha. Chúng ta xuống đây, chúng ta đi tham quan ha. Sau khi chỗ tinh dầu thông đỏ xong, chúng ta sẽ đi bộ qua cái bên sông tươi luôn. Đi bộ qua sông tươi. Yeah. Cho nên là dầu thông đỏ là biotechnology, thì khoa học rất phát triển, thì họ có thể sáng tạo tinh dầu thông đỏ này. Ngày xưa khi ở Trung Thu, khi Trung Thu, người Hàn luôn làm bánh Trung Thu, chúng ta gọi là Trung Chân. Khi sử dụng lá thông đỗ có thể giữ lâu. Vì nếu không sử dụng lá thông đỗ khi nấu có thể giữ khoảng 3 ngày. Nhưng nếu sử dụng lá thông đỗ thì có thể giữ khoảng một tuần. Thì người Hàn tại sao và mùa đông tất cả lá không có, ở Hàn Quốc đến nay không có lá, nhưng mà đôi thông đỗ có lá. Tại sao cây này có thể giữ lá thì nghiên cứu này thì có thể nhận ra được, biết được tại sao. Thì nếu đi vào họ có thể giới thiệu về tinh dầu thông đỗ và sử dụng thế nào. Ok, ôm ép quá vậy. Đây con chụp cho. Rồi. Đây. Rồi vô đi. Đây đường World Cup Book. Marble Dit. Rồi, sau khi mình vô mình xem tinh dầu xong thì mình đi tản bộ một vòng ở đường ở đây không biết tên đường. Vòng đường phố Seoul đi. Ở đây nhìn tên đường không rõ. Ở đây không giống như bên mình, mỗi cái bảng hiệu có một cái tên đường, mà ở đây mình từ mình đi ngang thì mình không biết này tên đường gì, đúng không? À, bên đó này có spa, skin body waxing.
À, đường World Cup, World Cup Book. À, mình đang ở đường World Cup Book. Đây. Có gì đâu đẹp hả? Hả? Chụp được xuống đây nè. Đường đường phố nè. À, nguyên hàng cây anh đào nè đó. Rồi là nó tối tối nè. Rồi. Như nó bị ngược nắng á. Thì đó. Vậy này đi. Đây. Đúng rồi, đây sáng nè. Cứ đó. Dạ. Tắm thì cho nó có được. Bên đây nó đẹp hơn, bên đây nó có hàng cây. Đó, hai hàng cây anh đào. Bây giờ nhiệt độ khoảng 6 độ. À, 6 độ hả cô? Hơi mát mát, lạnh lạnh nè. Đây là một cái loại cây, cây anh đào. Còn cây này thì cái thân nó trắng trắng. Có con hẻm mà. À. Đây móc khóa nè. Đây bán móc khóa nè. Hồi nãy có chiếc xe điện một người đó con. Xe đó chắc không cho nhập Việt Nam quá. Cái xe điện một người, xe hơi giống xe hơi vậy đó. Xe điện qua qua là... Dạ. Là xe điện hả? Dạ. Sao lên xe điện mà sao nó chịu nổi điện đâu nó chạy nổi. Đó, nó đang sạc nãy ngoài đường đó. Nhìn thấy đã ghê. Xe có một người ha. Đi rất nguy hiểm, đi đường xa là sao. Nhưng mà ở đây người ta có hệ thống sạc công cộng ngoài đường á. Giống như cái trạm xăng vậy đó. Mình đi đó mình phải về. Đường này đi đã. Ôi cây anh đào kìa. Quá trời luôn. Xích lại lần kia anh chụp qua cô. À, bắt đầu đi từ từ, lạnh từ từ rồi đó. À, đây cái nhà này nhìn ngon ngộ ha. Chỉ có ở Việt Nam. Đúng hình cả giá luôn cái mạng mình. Ừ. Nó đi lẹ đi lẹ. Em tao đợi. Tại bên kia nó chói quá. Rồi, chúng ta tạm biệt nha. Hẹn gặp lại trong những video sau nha.